Thưa quý vị và các bạn, như VTC đã phản ánh trong các chương trình trước đây thì thực trạng ô nhiễm tại làng nghề Minh Khai, làng nghề tái chế nhựa có quy mô lớn nhất cả nước thuộc thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là vô cùng nhức nhối. Trong đó có vấn đề nước thải nguy hại không được xử lý, vô tư xả ra môi trường. Trong bối cảnh đó thì nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có việc xây dựng cụm công nghiệp Minh Khai để đưa các hộ sản xuất trong làng nghề ra khu sản xuất tập trung, xây dựng trạm xử lý nước thải trong cụm công nghiệp. Tuy nhiên thì trái với kỳ vọng sẽ có thể khắc phục tồn tại về ô nhiễm nước thải tại đây, trạm xử lý nước thải này dù đã hoàn thành từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn chưa thể vận hành. Trong khi nơi đây đang oằn mình gánh chịu ô nhiễm từ nước thải của các xưởng sản xuất tái chế nhựa thì một nhà máy xử lý nước thải mặc dù là hoàn thành nhưng lại bỏ không gây lãng phí. Vì sao lại có câu chuyện ngược đời này? Hãy cùng với phóng viên của VTC 14 đi tìm lời giải cho câu hỏi này. Một xưởng tái chế nhựa như hàng trăm xưởng khác tại cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai. Nước thải trong quá trình tẩy rửa phế liệu được xả trực tiếp ra hệ thống mương. Không khó để thấy, lẫn trong nước thải là nhiều hạt nhựa và các chất thải phát sinh từ quá trình tái chế phế liệu nhựa. Không phủ nhận về tình trạng ô nhiễm môi trường, người dân thôn Minh Khai cũng mong mỏi về một hệ thống xử lý rác thải, nước thải cho nơi này. Chúng tôi đang có mong muốn từ cán bộ chính quyền địa phương rồi tới các hộ sản xuất kinh doanh đề xuất với các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm là đầu tư cho chúng tôi một cái hệ thống lò đốt rác, vừa cả một cái hệ thống nhà máy để xử lý cái nước thải sau khi mà các đơn vị rồi các hộ gia đình người ta tái chế, người ta xả ra. Trên thực tế, điều mà người dân thôn Minh Khai mong mỏi về một hệ thống xử lý nước thải vốn đã được khởi công xây dựng từ năm 2012 và hoàn thiện vào năm 2015 theo phương án bổ sung của dự án cụm công nghiệp Minh Khai giai đoạn 1. Trạm xử lý nước thải do Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư, công suất thiết kế 500 mét khối một ngày đêm, tổng vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, có hệ thống xử lý nước thải không có nghĩa là nước thải sẽ được xử lý. Tại trạm xử lý nước thải thuộc cụm công nghiệp Minh Khai, cả diện tích rộng gần 2.000 m2 ngập trong phế liệu. Diện tích sân rộng dự kiến là nơi phơi bùn thải, nay bỗng trở thành sân phơi phế liệu. Đằng sau tấm bạt che tạm bợ này là hàng chục công nhân đang hăng say nhặt cắt phế liệu. Sao mình không làm chỗ khác, mình lại 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 che bạt mình làm ở đây ạ? Nhưng mà vào đó mà làm đây thì làm đây chỗ khác, mình làm nhà khác. Chỗ khác thì trong nhà làm cái chỗ, ngồi trong nhà. À, tức là chủ họ bắt mình phải làm ở đây ạ? Vâng. Không phải chủ ngoài đang khám xe máy thì ra. Đấy, bây giờ không phải chủ đang khám xe máy thì ra, đấy. Bây giờ, phải có người lăng bạt để cho bà chủ đi ra đấy. Còn đây là con đường dẫn đến phòng chứa hệ thống bơm áp suất đắt tiền với trị giá hơn 2 tỷ đồng của trạm. Phế liệu ngập lối đi. Và muốn mở được cánh cửa này thì phải dọn hết phế liệu. Ở đây lại nhiều phế liệu như này. Nên là dân ở đây để nhờ tí, mà đặc biệt là có người ở đây mình quản lý nó dễ. Tại nhà điều hành của trạm, tình trạng cũng không khá khẩm hơn. Hệ thống điều khiển được đặt giữa những dụng cụ sinh hoạt như thế này. Phòng làm việc không khác gì một phòng trọ. Đây là mình thuê ở đây ăn như nào? Thuê ăn một tháng à? Lâu chưa? Vừa mới thuê. Thuê này giá bao nhiêu? Mấy người không biết anh chỉ về bao nhiêu, cứ hỏi về ở trên. Ở đây có mấy người ạ? Có hai vợ chồng với bạn. Trạm xử lý nước thải trở nên đa công dụng với các chức năng phòng trọ, kho tập kết và điểm sơ chế phế liệu, trong khi chức năng chính thì không được vận hành. Riêng cái khu vực làng nghề Minh Khai
thì cũng đã có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhưng chưa được đấu nối để mà đưa vào vận hành khai thác sử dụng. Thì để vận hành cái trạm xử lý này thì nó đòi hỏi là phải có kinh phí. Thế nhưng mà thực sự là bây giờ mà để một cái trước đây nó có ban quản lý làng nghề, thì hiện nay vận hành cái này thì với cái mức nó quá tải như thế thì bây giờ cái lượng mà nước thải mà để đổ vào đây để xử lý những cái mà nó thường xuyên nó ách tắc ở trong cái hệ thống kênh mương ấy, hệ kênh mương rồi thì cống rãnh ở trong cái khu vực ấy là không thể xử lý theo bằng cái kênh của cái trạm xử lý này được. Được biết, trạm xử lý nước thải khi vận hành sẽ cần phải thu phí để bù đắp cho các chi phí điện, nước, hóa chất xử lý, nhân công, chi phí bảo trì, bảo dưỡng, v.v. Tuy nhiên, cơ chế tính phí vẫn chưa được hoàn thiện do thiếu một cơ chế hoạt động cho cụm công nghiệp làng nghề. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cũng thừa nhận, dù trạm xử lý đã xây dựng hoàn thiện, tuy nhiên, hệ thống đường ống dẫn về trạm xử lý nước lại chưa đầy đủ, khiến trạm chưa thể phát huy được hiệu quả xử lý nước thải. Thiếu vốn, thiếu tính toán kỹ lưỡng, cộng với sự đầu tư nửa vời, thiếu đồng bộ. Tất cả đã biến trạm xử lý nước thải này thành dự án treo suốt 3 năm qua. Treo trong bối cảnh môi trường tự nhiên vẫn ngày ngày bị bức tử vì nước thải không được xử lý.